sự vinh quang nhất thời. Kẹo đường hồ lô đây, kẹo đường hồ lô đây. Sư huynh à, huynh coi đằng kia có rất nhiều người kìa. Cao như vậy ai mà leo cho nổi chứ? Nếu dù ngã xuống thì ai bảo thủ đây? Sư huynh ơi, trên đó có cái gì vậy? À, để nhìn kìa, trên đó có một con khỉ con đó. Tiểu Kiết, xuống không có được rồi. Thiếu gia, đừng có dội. Tiểu Kiết lên được thì phải xuống được chứ. Tôi biết làm sao mới phải đây. Tiểu phụ à, như vậy nguy hiểm lắm, được leo mà. Hả? Ờ, không sao đâu chú à. Ủa, hôm nay có việc vui hả? À? Đúng rồi, đúng rồi. Tại sao nói gì vậy chứ? Tiểu sư phụ hoan hỷ nè, ăn sâu kẹo hồ lô này đi. À, tiểu sư phụ hoan hỷ tha tài ba nghệ, mời chú ăn cái bánh mạng thầu này đi ha. Cảm ơn, nhưng mà... Tiểu sư phụ quan hỷ, chúc lòng thành kính. Hả? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy ta? Bộ hai chú không biết sao? Chủ nhân của con khỉ mà tiểu sư phụ quan hỷ cứu đó là thiếu gia của vị quan lớn trong thành này. Để cảm ơn hai vị đã cứu con khỉ yêu quý của thiếu gia, nên phần thuế của thu hiện nay năm nay được giảm mức 5% đó. Chú là đại anh của chúng tôi, tiểu sư phụ quan hỷ à. Tôi không chấp nhận đâu. Không sao đâu, cậu cứ nhận đi. Tiểu sư phụ quan hỷ đừng nên khách sáo. À, quan hỷ mập lên một chút rồi. Dạ phải, gần đây trong chợ có rất nhiều người tặng đồ ăn cho đệ ấy đó. Cho nên quan hỷ mới biến thành chú bé mập phải không? À, không xong rồi. Tiểu sư phụ quan hỷ à, con khỉ con lại trèo lên cây không chịu xuống nữa rồi kìa. Xem ra chỉ có chú mới có cách trị nó thôi. Việc này đương nhiên rồi. Sư phụ nhìn quan hỷ kìa. À, chúng ta đi coi thử đi. Ê, tiểu sư phụ quan hỷ, sư phụ có sao không? Không sao đâu, để cháu thử lần nữa coi sao. Sư phụ quan hỷ, xin chú hãy cứu cho được tiểu khiết của tôi nha. Đúng vậy, phải cứu cho được tiểu khiết đó. Quan hỷ à, quan hỷ, đệ có sao không vậy? Có sao không? Cái chân của đệ đau quá, sư huynh ơi. Đau quá sư phụ ơi. Thưa sư phụ, thùng thuốc đây ạ. Quan hỷ à, con khỉ đó bình an trèo xuống rồi, để yên tâm đi. Để có cảm thấy vui không vậy? Không có đâu. Tương qua, quan hỷ, nếu có một ngày các con bằng tuổi như sư phụ bây giờ, các con muốn mình trở thành người như thế nào? Là một người dũng cảm nhất, là một người có tâm thương yêu nhất, hay là trèo cao như khỉ hả? Con hả? Con thì muốn mình là người có tâm thương yêu nhất. Con thì muốn là người dũng cảm nhất. Tùy duyên giúp người là việc mà chúng ta nên làm. Nếu cứ chìm đắm trong vinh quang nhất thời thì làm sao có thể nuôi dưỡng dũng khí và tình thương của mình chứ? Hả? Sư phụ à, đừng vì tức vị trèo giỏi như khỉ mà vui mừng hay khó chịu. Phàm làm việc gì cũng phải bình tĩnh đối mặt, được hay mất cũng phải sanh tâm quan hỷ. Chúng ta cần phải có sự kỳ vọng nhiều về mình hơn, nỗ lực khiến mình hướng thượng lên cao. Các con có biết không? Dạ, con biết, dạ, con biết rồi thưa sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
No.